Ngày 26 tháng 5, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho hay đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phạm Lâm Duy, sinh năm 1988, ngụ quận Bình Thạnh, Nguyễn Thị Trúc Giang và Nguyễn Vĩnh Phú, sinh năm 1990, ngụ quận 8, cùng về tội chống người thi hành công vụ. Theo BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 22 giờ 55 ngày 9 tháng 5, tổ công tác 363 phát hiện xe ô tô hiệu Ferrari mang biển kiểm soát 51F81940 đang lưu thông trên đường không gắn biển số phía trước. Tổ công tác báo lỗi vi phạm và yêu cầu người điều khiển xuất trình giấy tờ. Tài xế Duy không chấp hành và có lời nói lăng mạ xúc phạm các chiến sĩ trong tổ công tác. Cùng lúc, Nguyễn Thị Trúc Giang xuống xe và lợi dụng mang thai để ngồi trước đầu xe ô tô, cản trở không cho lực lượng cẩu xe về trụ sở. Tiếp đó, Giang gọi điện thoại cho một thanh niên tên Phú đến nơi xảy ra vụ việc. Người này nhanh chóng ngồi vào vị trí lái xe, khóa cửa không cho tổ công tác đưa xe về trụ sở. Vụ việc khiến cho nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Đến 2 giờ ngày 10 tháng 5, tài xế và người phụ nữ lấy lý do sức khỏe có vấn đề nên gọi cấp cứu đưa đi bệnh viện. Quá trình di chuyển đến bệnh viện, lực lượng chức năng đã đi cùng. Qua kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán sức khỏe bình thường, nhưng tài xế yêu cầu nhập viện để theo dõi. Riêng với Phú, lực lượng đã yêu cầu xuống xe và tiến hành niêm phong cẩu xe về trụ sở.